canxi Nectar Can giảm chuột rút, ngừa loãng xương, dùng cho trường hợp thiếu canxi. Trước khi xin cưới là Mỹ không đồng ý. Thì buồn lắm, khóc rất nhiều. Sau đó thì anh xuống xin tiếp một lần nữa. Chung là hồi đó là mấy bạn đây có một số tiền thì sau khi cưới thì gửi cho mẹ. Thì mẹ cứ nghĩ là tiền đó là tiền nhàn rỗi. Thì mẹ mới lấy cái tiền đó là để đầu tư. Thì đùng một cái thì mấy bạn này cần tiền làm ăn lại hỏi. Rốt cuộc mẹ là phải đi vay đi mượn. Một năm sau thì báo là thất bại. Và cái số tiền đó bây giờ không thu về được. Thì đó là một cái khúc mắc lớn mà một thời gian dài hai mẹ, mà thậm chí là ba mẹ con luôn, không liên lạc với nhau. Xin chào toàn thể quý vị khán giả. Quyền Linh và Lê Lộc rất vui được gặp lại quý vị trong chương trình Mẹ Chồng Nàng Dâu. Chương trình được phát sóng hàng tuần vào thứ Năm lúc 19:55 trên kênh HTV7. Quyền Linh chào quý vị, chào Lê Lộc thân mến. Dạ. Hôm nay chúng ta lại tiếp tục với câu chuyện Mẹ Chồng Nàng Dâu. Dạ. Họ đến từ đâu, họ làm công việc thế nào? Bây giờ chúng ta sẽ biết ngay quý vị nhé. Xin chào đón Mẹ Chồng Nàng Dâu ngày hôm nay. Yeah, chào cô, dạ, chào chị. Chào chị, chào con. Chị có thể giới thiệu cho khán giả truyền hình biết chị tên gì và đến từ đâu? Dạ. Xin chào MC Hường Linh, chào Lê Lộc. Dạ, chào cô. Mình là Nguyễn Thị Khánh Huế, sinh năm 1974, sống tại Nha Trang. Nhưng mà hiện tại là mình đang làm việc ở Hà Nội. Mình quản lý một công ty sản xuất tàu hũ Cô Vang của Hà Nội và cung cấp cho các tỉnh phía Bắc. Ôi trời ơi, sản phẩm Cô Vang của gia đình mình. Trời. Xin mời anh cảm ơn Lê chị rất là nhiều và Lê Lộc cùng các bạn. Trời, nó còn mát lạnh luôn ha. Không lẽ giờ đang quay hình ăn chứ? Để tụ lạnh chút mình ăn nha. Nhớ chia đều nha chú. Chia đều. Thôi cho hai hộp á, còn như chú được. Đều vậy được rồi. Con nhỏ hết thôi. Dạ con cảm ơn cô. Cảm ơn chị Huế nhiều nha. Còn con gái. Dạ con chào chú, chị. Dạ con tên Lê Thị Mỹ Diệu. Năm nay con 26 tuổi. Dạ. Diệu hả? Dạ. Dạ hiện tại con đang ở Nha Trang, đang làm công việc làm đẹp cho phụ nữ. À, là làm đẹp đúng không? Dạ. Con về làm dâu mẹ Huế được bao lâu rồi? Dạ con làm dâu cho của mẹ được 4 năm rồi. 4 năm rồi. Dạ. Mấy cháu rồi con? Dạ một ạ. Bé lớn chưa? Dạ cháu được 3 tuổi. Bé trai hả? Dạ. Rồi chúc mừng con luôn. Dạ cảm ơn. Vậy là chúng ta có 4 năm làm dâu. Dạ. Dạ. Cái ngày đầu tiên mà chị Huế gặp con dâu này đấy thì chị có ấn tượng gì với cô gái? Nói chung là ngày đầu tiên gặp thì cũng không ấn tượng nhiều. Bởi vì thật ra là bạn con trai mình cũng có nhiều bạn gái thì cũng không biết là bạn đã xác định bạn này là bạn gái của mình hay chưa. Đâu cũng mấy tháng sau thì bạn mới nói là đây là bạn gái của con xác định. Cho nên con xin phép mẹ là cho con ra riêng thì muốn sống thử. Ồ, xin sống thử luôn hả? Xin sống thử luôn. Ôi. Chị nói thôi, nếu mà bây giờ nghĩ là con trai mình cũng lớn, cũng đủ tuổi trưởng thành, vẫn hỏi là xác định là con có khả năng tự lập và có thể mà lo cho bản thân và lo cho bạn gái được không? Dạ. Thì nếu mà con trưởng thành, con đủ lớn thì cứ việc, nhưng mà hai đứa đừng có đi quá giới hạn. Đừng có để làm cái gì mà cho hai bên phải buồn lòng. Hai đứa yêu nhau lâu chưa mà quyết định ra sống thử vậy? Mới gặp yêu xong rồi tụi con quyết định luôn. Mới gặp yêu luôn? Dạ. Tụi quyết định ra sống thử luôn? Dạ. Nhưng mà mình có hỏi ba má bên mình chưa? Dạ. Chắc không dám rồi. Không có hỏi luôn. Bên đây ta, nhà trai ta hỏi chứ bên nhà gái chắc không dám hỏi rồi. Rồi con sống thử được bao lâu? Con sống thử được 3 năm. Sống thử 3 năm? Dạ. Rồi quyết định. Vậy sau đó hai đứa lại quyết định xin mẹ cưới. Cô gái cũng cá tính ha. Mới quen là sống thử luôn. Con không có tìm hiểu gì kỹ ha. Dạ tại vì trước khi xác định quen á, là con cũng sẽ nghe câu chuyện của anh tâm sự. Con cảm mến, con quý anh cho nên là con quyết định quen luôn. Xác định lâu dài luôn. Cô trong cái khoảng thời gian 3 năm mà hai bạn sống thử đó, cô cảm thấy như thế nào cô? Công việc cô cũng nhiều á, thì là cô cũng cuốn theo công việc á, thỉnh thoảng cũng thăm hỏi rồi cũng động viên. Hai đứa mà có khúc mắc gì thì cũng nói với mẹ để mẹ hiểu, mẹ biết. Chứ cũng đừng có giấu mẹ trong cuộc sống mà.
hai đứa thì cũng có những lúc mâu thuẫn, cũng có lúc va chạm, thì mẹ cũng cứ tư vấn khuyên bảo, tại vì các con đủ lớn rồi, đã xác định ở chung với nhau thì những cái gì thói hư tật xấu là phải đón nhận, xấu cũng đón nhận mà tốt cũng đón nhận, thì đã xác định với nhau, nếu mà con muốn gắn kết với nhau lâu dài thì mình cũng phải biết tiết chế bản thân để gắn kết. Chia tay thì mẹ đồng ý chia tay, mà gắn kết thì mẹ cũng đồng ý gắn kết, nhưng mà phải chín chắn, phải biết, phải tự lập, phải lo cho cuộc sống sau này. Lúc mà mới gặp mẹ chồng tương lai á, con thấy mẹ thế nào? Dạ, tại vì lúc đó cũng không có chuẩn bị, kiểu như gặp bất ngờ. Dạ, xong rồi con kiểu thấy mẹ hiền, đẹp gái. Dạ. Con có sợ khi mà bạn trai con xin mẹ sống thử mà mẹ không cho? Dạ. Tại vì tụi con nghĩ cuộc sống của tụi con, tụi con tự quyết định được. Nhưng mà lỡ những lúc đó mẹ không đồng ý thì sao? Hai người mình có suy nghĩ thử phương án đó không? Dạ không. Nhưng mà nếu mẹ không đồng ý thì em sẽ không ở. Nhưng mẹ đồng ý thì thôi. Nhưng mà trong thời gian 3 năm mình sống thử, mình có gặp khó khăn gì không? Dạ có, nhiều lắm. Hầu như là hai vợ chồng tự bươn chải. Dạ, không có nhờ vẽ vào mẹ. Những cái khó khăn này hai vợ chồng tự vượt qua. Có bao giờ định bỏ cuộc không? Dạ có. Lúc đó thì điều gì mà giúp con vượt qua? Nói chung là con trai em thì cũng có thời gian sống ở nước ngoài á. Thành ra cái lối sống nước ngoài thì các bạn ở nước ngoài họ sống tự lập thường, thì em cũng để nó sống theo cái phong cách của nó. Sau thời gian bạn đi ở bên đó mấy năm về là bạn mới gặp bạn đây. Cho nên là mình cũng suy nghĩ thoáng lắm về mọi mặt giới tính hay là tính cách cuộc sống của các con như thế nào. Mình cũng không có eo ép, mình không có bắt buộc nó phải theo mình. Nhưng mà lúc sống thử đó con có nghĩ là khi mà nếu mà cuộc sống thử nó không thành công đó thì con sẽ là người chịu thiệt thòi. Con nghĩ như vậy không? Dạ có. Rồi những cái lúc mà không vượt qua đó thì con tính thế nào? Nếu như mà không vượt qua được thì con cũng vui vẻ. Tại vì con đã hy sinh hết sức mình rồi, nên con không hối tiếc. Tức là mình đã chọn con đường đi thì mình không hối tiếc. Đúng rồi. Mặc dù nó có thể thất bại đúng không? Nhưng con không hối hận vì những gì con chọn. Rồi 3 năm sống thử vậy, rồi tụi con có con liền hay là? Dạ không. Cưới xong rồi tụi con mới có con. Dạ. Con xác định là không bao giờ để có bầu trước đám cưới. Nhưng mà sống thử khoảng thời gian đó thì hai vợ chồng mình có hiểu nhau hơn không? Dạ có. Cũng gặp nhiều cãi vẽ. Dạ. Giận hờn nhau nhưng mà cũng vượt qua được từ những lần cãi vẽ đó. Lúc đó mình có nói với mẹ không? Dạ không. Không chia sẻ với mẹ? Dạ đúng rồi. Thì lúc đó cũng chưa phải là con dâu mà. Dạ. Lúc hai đứa quyết định sống thử chắc cũng ngại, chưa phải là con dâu của mẹ nên không có gọi. Dạ đúng rồi. Vì sao mình đưa đến quyết định là mình kết hôn? Dạ, tại vì hai đứa em quen nhau lâu rồi, mình là con gái nữa, cho nên là mình nghĩ ví dụ mình quen lâu quá rồi mình không cưới thì con gái thiệt thòi. Dạ, dưới đây bây giờ chồng cũng muốn lập nghiệp, muốn có một cái cơ sở để phấn đấu lên, cho nên là quyết định cưới. Mẹ nhưng mà trước khi xin cưới là mẹ không đồng ý. Tại sao vậy cô? Mẹ không đồng ý là mẹ có cái lý do của mẹ. Tại vì mẹ thương hai bạn. Một là lúc đó cái tuổi của hai bạn còn nhỏ. Hai nữa là bạn đây cái công việc chưa có ổn định. Cho nên mẹ mới nói là bây giờ hai đứa là công việc không có ổn định. Một bạn thì chỉ có một bạn làm thôi, còn một bạn là chưa có công việc ổn định, thì mẹ mới nói là với lại tuổi còn nhỏ thì thôi hai đứa cố gắng tạo dựng thêm một thời gian, bạn đây có một cái công việc ổn định. Bởi vì khi mình xác định mình đã đến với nhau, mình có gia đình là mình phải có em bé. Yeah. Thì phải có đủ điều kiện để lo cho gia đình nhỏ của mình, đặc biệt là phải có một cái công ăn việc làm ổn định để lo cho con. Cái thứ ba nữa là hồi đó là khi mình đi xem thì gia đình bạn đây lại đang có tang, và hai đứa lại năm đó là không có hợp tuổi, cho nên là bạn đây không có được rước dâu. À, thì mẹ thì cũng có nghĩa là thương
Bởi vì mẹ cũng là phận nữ nhi. Nếu mà đi lấy chồng mà không được lên xe hoa, không được rước dâu, không được lên thắp nhang cho ông bà thì cũng thấy cũng tội. Cũng tội, mẹ mới nói thôi cái đấy từ từ, một để một thời gian nữa rồi các con. Với lại cũng báo gấp quá, mẹ cũng không có lo được. Chưa chuẩn bị được. Chưa chuẩn bị được. Một là cái tinh thần, hai nữa là cái vật chất. Cho nên mong hai con cho mẹ thêm thời gian để từ từ cưới. Hiện giờ là mẹ chưa đồng ý. Nhưng mà lúc cô không đồng ý, cô có chia sẻ cái lý do với... Có, không chia sẻ với con dâu. Nhưng mà con trai về thì cô cũng có chia sẻ, cũng nói. Cũng nói, cũng phân tích cho các con. Vậy là tới ngày hôm nay mình mới biết cái lý do hả? Dạ. Chứ đó là con dâu nghĩ sao? Mẹ không cho cưới, con dâu bức xúc không? Dạ, buồn lắm. Khóc rất nhiều. Lúc con buồn thì con có quyết định gì? Có quyết định một là cưới, hai là thôi mình dừng lại không? Dạ, vẫn tiếp tục. Chung bạn đây là có một cái dấu ấn với mẹ là cái năm 2016 á, là bà ngoại là mẹ của cô là mổ tim. Yeah. Rồi nằm ở bệnh viện tỉnh Khánh Hòa. Thì hồi đó bạn đây với lại chồng hai đứa đang yêu nhau thôi. Yeah. Nhưng mà thay mẹ lên trên bệnh viện á, chăm sóc cho bà từ những cái việc tiểu tiện, những cái nhỏ nhất, phải lau chùi bà là nằm liệt mà. Nằm tại chỗ thở bằng máy. Cho nên là bạn này thức trắng đêm để mà lo cho bà một thời gian dài như vậy. Không những riêng mẹ nhưng mà gia đình của bên mẹ cũng rất là cảm động. Cho nên là mẹ vẫn chấp nhận. Nhưng mà trong thời gian đó thì sau đó mẹ mới nói là bây giờ con đi học một cái nghề gì đi. Cũng nói với lại cả chồng nữa, mẹ sẽ lo, mẹ tài trợ cho. Nhưng mà bạn này là bạn lại vẫn không đi học. Bởi vì sao? Đã xác định đến với nhau thì phải có một cái nghề ổn định, cả vợ cả chồng. Mà bạn này thì lại không chịu đi học. Mẹ nói là thì hồi đó là đang yêu thôi, mà mẹ vẫn nói là con đi học nghề gì đi, con thích học nghề gì thì con cứ học, rồi mẹ sẽ lo tiền học nghề cho con, để sau này hai đứa về sống với nhau rồi có cuộc sống ổn định hơn. Rồi sau đó con dâu có đi học nghề gì không? Dạ không. Không luôn, không nghe lời mẹ chồng luôn. Tại vì con không xác định được nghề con thích. À, chưa xác định được nghề. Dạ, con thích kinh doanh hơn. Con cũng tự kinh doanh, tự bán online. Dạ, con cũng làm những việc vặt, bán đồ ăn vặt. Dạ, con cũng làm những việc đó. Tới bây giờ con cũng mới xác định được cái nghề con yêu thích. Dạ. Mẹ không cho cưới rồi hai đứa có cưới nhau? Dạ, sau đó thì anh xuống xin tiếp một lần nữa. Mẹ muốn anh cho cưới. À, mẹ cho. Dạ. Lúc này sao chịu rồi cô, qua năm qua cái năm ấy không, hả? Cũng chỉ có một tuần sau thôi. Ủa? Thế là bạn con trai mới về. Xin quá không? Xin nói xin lỗi là quỳ xuống với chân mẹ luôn. Dạ. Là nếu mẹ thương con thì mẹ thương thương cả người yêu con. Thì con muốn lấy người đó, ngoài người đó ra con không muốn lấy ai hết. Trời không nghe đất thì gấp nghe trời thôi. Thì mình mới nói là con sống làm sao miễn sao là con hạnh phúc, là mẹ hạnh phúc. Nên bây giờ hai đứa phải chịu trách nhiệm với bản thân. Cuộc sống có sau này có vấn đề gì thì không trách được mẹ. Mẹ đồng ý cho tụi con cưới thì tụi con phải cố gắng để không có làm cho mẹ phải buồn lòng. Khi mà đồng ý rồi thì mẹ nói luôn, giờ thôi con về con thả đi, nói với lại Bơ, bạn đây ở nhà tên là Bơ. Yeah. Con về con nói với Bơ là thả đi, có em bé luôn. Chứ không phải là giống như người ta nói là phải cưới rồi về rồi mới có em bé. Mẹ không có như vậy. Yeah. Và cũng hợp tuổi cả mẹ cả cha. À. Thế là sau đó thì mấy bạn này về thì cũng làm theo mẹ. Khi về làm dâu đó. Yeah. Rồi con có nhiều áp lực không? Dạ không, thoải mái lắm. Tại vì không ở chung với mẹ, hầu như là hai vợ chồng tự làm, tự ăn, tự bướng tất cả. Như vậy thì giữ cái tính tình á, khi mà làm dâu rồi đó thì con với mẹ có hợp nhau điểm gì không? Dạ, nói chung là hai mẹ con cũng vui vẻ, ăn mặc thì cũng nhí nhảnh. Dạ. Dù khi đồ con mặc không thích cho mẹ mặc hết. À. Dạ. Rồi cô thấy là mình hợp với con dâu mình nhiều điểm không cô? Cũng nhiều, ví dụ như là ăn mặc. Dạ. Rồi nấu ăn. Dạ. Bạn này bạn nấu ăn rất là ngon. Ồ. Mà mẹ cũng vậy. À. Hai mẹ con cũng lại nấu ăn cũng hợp khẩu vị của mẹ.
hai mẹ con có thường tâm sự với nhau? Nói chung là để nói tâm sự thì cũng ít lắm. Ít à? Thì cũng vì hai mẹ con không có ở chung. Ừ. Mẹ cũng đi làm suốt à, cho nên cũng ít có thời gian để tâm sự. Và xác định ngay từ đầu mẹ cũng nói là mẹ không có muốn con làm dâu, bởi vì để cho hai mẹ con đều thoải mái, sau này con có sanh con ra cũng vậy. Mẹ xác định là mẹ không có chăm cháu, bởi vì mẹ còn sức khỏe, mẹ còn trẻ, mẹ còn phải đi làm. Bây giờ hỗ trợ về cái mặt kinh tế có khó khăn thì mẹ hỗ trợ, chứ bằng hỗ trợ chăm cháu thì mẹ không. Xác định là như thế. Yeah. Thì mấy đứa cha đẻ con được thì mấy đứa chăm được, cũng giống như mẹ ngày xưa vậy đó. À, như vậy thì cái sự quan tâm á, gọi điện hỏi han hay là quan tâm chăm sóc mặc dù không ở gần nhau có không? Vậy cũng có. Có nhiều không hay là lâu lâu? Cũng lâu lâu thôi chứ không thường xuyên lắm. Hơi lâu lâu. Tại vì Mỹ cũng có công việc nên là cũng không ấy. Nhưng mà người ta thường nói á, muốn trồng hoa là phải tưới nước. Yeah. Còn không biết hai mẹ con mình nuôi dưỡng cái tình cảm mẹ chồng nàng dâu này như thế nào? Thì ở Nha Trang á, yeah, thì còn thường xuyên mẹ con đi lại gặp nhau. Yeah. Chứ mà ở giờ thời gian gần đây một năm đây thì mẹ đi ra Hà Nội rồi. Yeah. Cho nên là cũng ít lắm, mẹ con cũng ít tương tác. Nhưng mà vậy thì cái lúc mà Mỹ Diệu mang bầu rồi sinh em bé thì cô có bên cạnh không? Không có, cũng bởi vì hai bạn ở riêng. À. Thì thỉnh thoảng cô cũng lên thăm. Yeah. Rồi động viên, rồi bồi dưỡng cho con thôi. Yeah. Chứ còn cô không có ở bên cạnh. À. Con cảm động nhất điều gì mà khi con sanh mẹ chồng dành cho con? Dạ, mẹ tự nấu đồ ăn rồi lên cho con, đút cho con ăn. Nhiều đó thôi con thấy vui rồi. Cháu có gọi là có gần bà không? Hai năm trước thì gần, chứ một năm nay đổ lại đây thì ít gần lắm. Dạ. Thỉnh thoảng lâu lâu bà về, tháng bà về rừng lần thì gặp một hai ngày rồi bà lại đi. Dạ. Chủ yếu là gọi điện qua Messenger thì vậy thôi. Theo con nghĩ nha, nếu mà không có khoảng thời gian gần nhau, không có va chạm nhiều thì nó đồng nghĩa cái việc là mình chưa hiểu nhau lắm, đúng không cô? Thì cũng cách đây một năm, hơn một năm thì hai mẹ con cũng có một cái chuyện đó nè. Chung là hồi đó là mấy bạn đây có một số tiền thì sau khi cưới thì gửi cho mẹ. Thì mẹ cứ nghĩ là tiền đó là tiền nhàn rỗi. Yeah. Thì mẹ mới lấy cái tiền đó là để đầu tư làm ăn, thì mẹ mới đầu tư vào đất. À. Thì đùng một cái thì mấy bạn này cần tiền làm ăn lại hỏi. Thì mẹ nói là mẹ lỡ đầu tư vào đất rồi, cho nên thôi bây giờ làm cái gì thì nó cũng xin lời. Thì mẹ để đầu tư vào đất thì còn để thời gian nữa mẹ xem như thế nào. Thì mẹ bán được đất thì mẹ sẽ đưa cho các con, mà mẹ cũng tính lời cho các con. Ừ. Mẹ được như thế nào thì các con được như vậy. Nhưng mà mấy bạn đây nữa không, một hai là không chịu, cứ phải lấy về để làm ăn, hỏi chứ làm cái gì. Nói làm ăn chung hùng hạp với bạn bè làm á. Yeah. Thì mẹ mới nói là bây giờ có khả quan hay không. So với mẹ thì mẹ thấy không có chắc chắn, không có khả quan. Yeah. Cho nên thôi thì cứ để mẹ giữ đi. Nhưng mà một hai nặng nặng không có chịu, cuộc mẹ là phải đi vay đi mượn. Thế mẹ gửi về cho hai bạn này. Mà hồi đó bực được đó là mẹ cũng đang bận rộn, mà thậm chí là mẹ đang ở trên máy bay mà cứ gọi miết thôi. À. Xong cái mẹ nói thôi bây giờ mẹ gửi cả vốn cả lời luôn. Trời. Tiếp hai bạn này về mới bắt đầu lấy cái số tiền đó làm ăn chung với bạn. Một năm sau thì báo là thất bại, và cái số tiền đó bây giờ không thu về được. Cho nên mẹ rất là buồn. Bởi vì mẹ nói là đã để cho mẹ, mẹ có xin lời thì mẹ con với nhau mẹ không để cho con thiệt. Mà không nghe mẹ, cho nên mẹ cũng nói là đây là một cái bài học, bài học đầu đời của hai con trong cái việc làm ăn. Nên lần sau rút kinh nghiệm, có gì phải thông qua mẹ. Muốn làm ăn, muốn cái gì đó thì dù sao mẹ cũng là từng trải, mẹ cũng làm ăn, mẹ cũng ra thương trường, thì mẹ cũng biết được cái nào may, cái nào rủi. Thì đó là một cái khúc mắc lớn mà một thời gian dài hai mẹ, mà thậm chí là ba mẹ con luôn không liên lạc với nhau. Giận vì cái chuyện đó. Giận vì chuyện rồi đó. Rồi giận vì con cái. Giận vì con nói cái, nó nghe. Nó không nghe. Rồi sau cái vụ đó con có thấy rằng mình sai không, đầu tư sai? Giá như mình đừng lấy tiền đó mình để cho mẹ giờ còn không? Con cũng buồn. Nhưng mà tính con á, hai vợ chồng con một khi quyết định rồi không hối hận. Con đó là một khi vấp ngã đầu đời cho tụi con, để sau này tụi con để rút được kinh nghiệm, nhiều bài học hơn. Nhưng cái chuyện vấp ngã tụi con là đã đành rồi. Dạ. Yeah. Nhưng con có nghĩ rằng con đã làm tổn thương tình yêu thương của mẹ chồng dành cho con?
Dạ, nói, con cũng có lỗi. Nhưng mà cũng kiểu mình cũng bồng bột. Có lỗi? Dạ. Cô này cũng cứng đầu lắm á. Thật ra cô rất là hiền nhưng mà cô quyết định cái gì thì cũng khó thay đổi. Dạ, cô lắm. Bản tính, cái cá tính như vậy có bao giờ con nghĩ rằng con sẽ nói lời xin lỗi với mẹ? Dạ có. Lời xin lỗi chưa? Dạ chưa. Chưa. À, là nghĩ là nó sẽ nói thôi. À, sẽ nói thôi. Bắt đầu nghĩ thôi. Thật ra em nó cũng còn nhỏ đó. Dạ. Nó cũng suy nghĩ hơi nông cạn xíu chứ mà. Thật ra bé cũng có tấm lòng chứ không phải là không có, nhưng mà chắc cũng ngại nói với con hả? Dạ, tại vì mẹ con ít gần gũi nên con cũng hơi kiểu không có được bộc lộ ra hết. Chứ thật ra con vẫn thương mẹ. Người sống nội tâm đúng không? Dạ đúng rồi, con vẫn tâm sự với chồng con là rất thương mẹ. Mẹ ở một mình rất là tồi. Mình có nghĩ là mình sẽ phải thay đổi cái điều gì đó để có thể dung hòa với mẹ không? Tính em sống nội tâm cho nên là ít thể hiện bên ngoài. Hầu như là hành động thôi. Em sẽ thay đổi. Nhưng mình quan tâm mẹ nhiều đúng hơn rồi. Mình thể hiện, mình nói nhiều hơn để mẹ hiểu. Hôm nay mẹ có muốn nói gì con dâu, muốn con dâu thay đổi điều gì để mẹ con gần gũi hơn? Mẹ thì mẹ muốn con là, thật ra là mẹ thì ở xa, con dâu hay là con trai cũng vậy. Nhiều khi mẹ ở ngoài đó rất là một mình, rất là cô đơn. Cũng muốn các con thường xuyên gọi điện thăm hỏi, động viên mẹ. Nhưng đó là đủ rồi. Còn tính tình con dâu và mẹ thì cũng hợp chứ không có gì, hồi từ dưới trước giờ không có gì hà khắc hết. Buồn thì buồn vậy thôi chứ mà mình cũng không có ghét. Vẫn yêu, vẫn thương, vẫn quan tâm, nhưng mà chỉ có muốn các con là mẹ ở xa một mình ở ngoài đó, quan tâm mẹ nhiều hơn, chỉ cần gọi điện thôi. Chứ không phải là bây giờ cứ mỗi lần cần cái gì, cần mẹ hỗ trợ cái gì về vật chất thì lúc đó mới tìm mẹ. Gọi điện alo. Giống như vừa rồi đây, bạn đây, bạn mở cái cơ sở làm đẹp thì bạn mới, hai vợ chồng mới gọi điện, mới nói là mẹ hỗ trợ con, mẹ hỗ trợ giúp đỡ vợ chồng con. Thì mẹ cũng nói là ok, là mẹ đồng ý. Nhưng mà mẹ nói trước là không phải là 100% đâu, mẹ chỉ hỗ trợ 50% thôi. Khả năng của mẹ đủ hỗ trợ 100% cho các con, nhưng mà mẹ muốn các con là phải có trách nhiệm. Trách nhiệm với công việc, trách nhiệm với sự lựa chọn của mình, và trách nhiệm với mẹ nữa. Thì mẹ hỗ trợ 50%, còn 50% là mẹ cho mượn. Khi nào làm ăn có điều kiện thì gửi lại mẹ. Mẹ thì lúc nào cũng nói như vậy, nhưng mà chắc gì lấy đâu, đúng không mẹ? Chắc cũng chưa trả đâu. Ở đây á, Linh chỉ thấy điều là tại vì mẹ con không có gần gũi với nhau. Yeah. Với lại con đó ít gọi điện cho mẹ. Nếu mà con thường xuyên gọi cho mẹ đó thì chú nghĩ rằng là cái tình cảm mẹ con nó gắn chặt nhiều hơn nữa. Chú nghĩ rằng lâu lâu con lúc nào rảnh nó cứ gọi điện hỏi mẹ đang làm gì, đang cơm chưa, chỉ đơn giản vậy thôi. Như vậy là mẹ đã vui rồi, mẹ chỉ cần như đó thôi. Còn chuyện nào thì từ từ tính. Cô ơi, anh con trai của mình có thể hiện tình cảm nhiều không cô? Thì hai chồng nó cũng tương đồng với nhau vậy. Trời ơi, vậy đó hả? Thì như vừa rồi đây, mẹ nói này, mẹ nói nửa đùa nửa thiệt. Mấy đứa bình thường thì sao không thấy gọi điện, mà sao đợt này cần tiền thì ngày nào cũng gọi đấy. Ngày gọi 2-3 lần là nhắn tin miết. Xong cái nó nói chưa có tiền, chứ có tiền lại im re. Thật ra thì đó là một câu nói đùa, nhưng mà nó cũng nửa đùa nửa thiệt. Thì nó cũng chạm vào lòng của mẹ. Mẹ cũng cảm thấy như vậy là buồn chứ. Buồn. Thật ra là bởi vì biết là con đùa đấy. Đùa, nhưng mà trong cái đùa đó là cũng có thật trong đó. Điều quan trọng là cậu con trai nè. Mời em trai vào đây. Dạ, chào anh. Dạ, ngồi đi con. Dạ, con chào chú luôn. À. Dạ, xin mời anh ngồi ạ. Đây nè, con trai đầu lòng đó hả? Dạ. À, nãy giờ thì chú trò chuyện với mẹ con với bà con này, chú thấy rằng giữa mẹ con chưa có một sự kết nối. Có bao giờ hai vợ chồng nói với nhau về cái sự kết nối với mẹ ruột của mình không con? Dạ có. Nhưng mà nói rồi sao không có liên lạc, không có sự kết nối liên tục vậy? Tụi con cũng bị cuốn theo công việc, là cuộc sống đó chú. Ừ. Chứ không phải là không nghĩ tới. Con có nghĩ tới. Đó, nãy mẹ nói, thật ra chú người ngoài chú cũng hơi xót. Mẹ ở có một mình ngoài kia,
những cái mùa đông giá rét ha, hay là những cái mùa hè oi bức, một mình tất bật mưu sinh với một người phụ nữ cũng đâu phải là lớn tuổi, cũng còn trẻ thế này, thì đó là một sự cô đơn. Nếu như có một cái lời động viên nào đó từ con trai hoặc là con dâu thì mẹ sẽ đỡ buồn hơn. Hình như tụi con cũng cố gắng vươn lên, như cũng cố gắng làm ăn cho mẹ thử heo, cho nên là kiểu như mình cũng bị áp lực. Lúc nào đó áp lực con cứ điện thoại tâm sự với mẹ, chứ đâu phải lúc nào mình vui mình mới điện thoại cho mẹ đâu. Có lúc áp lực là điện cho mẹ: mẹ ơi con áp lực quá, mẹ ơi con bị cái này bị cái kia. Thì lúc đó mẹ lại càng chia sẻ nhiều hơn cho tụi con nữa. Chồng á là phải động viên vợ, thậm chí là con phải là một người thứ ba giải quyết cái việc kết nối giữa vợ con với mẹ con. Dạ. Được không con? Dạ được. Trong nhà thì mỗi người nữ mũ tính. Dạ. Bạn này thì bạn mạnh mẽ, bạn nhanh nhẹn. Còn cái bạn nhỏ thì lại khác. Dạ. Bạn nhỏ bạn lại quan tâm mẹ rất là nhiều. Con mũi cắn cũng chụp hình gửi cho mẹ: mẹ ơi con bị như vậy, hôm nay con nấu món này ngon. Cũng chụp hình cũng gửi, cũng quan tâm, cũng gọi điện. Nhưng mà ngược lại hai bạn này thì lại ít. Nhiều khi nghĩ cũng thông cảm, tại vì bạn có gia đình, bạn có cuộc sống, vợ chồng có nhiều áp lực. Dạ. Nên buồn thì buồn nhưng mà cũng không có trách. Không, buồn thôi không trách đâu. Buồn không có trách, mà không trách thì không nói, mà không nói thì nó không bao giờ làm luôn. Bây giờ mình bữa nay mình nói ra hết nè ha. Và chú nghĩ rằng á, con dâu nên nói nhiều hơn. Dạ. Ví dụ như con không cần nói, con nhắn tin cho mẹ cũng được, cứ tâm sự thoải mái. Chú nghĩ đến bây giờ chúng ta đã là một gia đình rồi, đâu phải như ngày xưa đâu. Đã là một gia đình rồi, con càng nói chuyện với mẹ cái nó quen á, cái mình không nói cái mình thiếu thiếu cái gì đó. Cho em được hỏi cái là món quà mà gần đây nhất hai vợ chồng mình tặng cho mẹ là cái gì, nhớ không? Sinh nhật mẹ. Cô nhớ món quà đó là gì không cô? Sinh nhật mẹ thì cũng được 90 tháng rồi. Dạ. Yeah. Thì tặng bánh kem, với lại vừa rồi bữa Tết đây thì mẹ về thì lạnh á, thế bạn đây cũng mua sắm cho mẹ mấy cái áo để mẹ ra Hà Nội mẹ mặc lạnh. Yeah. Quà nó không quan trọng đâu, quan trọng là sự quan tâm thôi. Cho nên con quyết định là tham gia chương trình để mà nhờ chương trình vợ chồng con sẽ gần gũi mẹ hơn, để hiểu nhau hơn. Chứ bây giờ thật sự thì như nhiều lúc tất bật cũng không có thời gian để ngồi lại nói với nhau một câu chuyện thôi chú. Con có món quà tặng cho mẹ. À, nay có quà nữa hả? Thể hiện liền luôn, nhìn nói xong cái thể hiện liền. Wow. Tặng cho mẹ. Mẹ cảm ơn. Mẹ cũng có món quà tặng cho con. Mẹ mở. Rung quá, mẹ rung quá. Cái gì vậy mẹ? Nó chẳng có gì hết. Một hộp quà không có gì hết. Hộp quà là như chú đọc thành kẻ mất con. Nó vô hình nhưng mà nó rất là nhiều. Ý là con nói là quà đây là cái tình cảm của con dành cho mẹ, cái sự yêu thương của con dành cho mẹ. Nó vô hình nhưng mà rất là nhiều. Mẹ không thể biết được. Dạ. Đây, quà của mẹ tặng con. Để đây sẽ nhớ mãi. Con có một món quà tặng cho mẹ. Có món quà cho mẹ nữa. Đây là những cái lúc mà con thấy mẹ đẹp nhất. Khi mẹ đi du lịch, khi cả nhà đi ăn cùng nhau, khi mẹ đón nhận thêm một nàng dâu, một thành viên mới, và cũng như là khi mẹ lên chức bà nội. Đây là những khoảnh khắc mà mẹ đẹp nhất. Thì thông qua chương trình này thì con biết là trong khoảng thời gian từ nhỏ đến giờ thì hai mẹ con mình ít khi nói chuyện với nhau. Con mong qua chương trình này thì gia đình mình sẽ gắn kết nhau nhiều hơn, ngồi lại nói chuyện với nhau nhiều hơn. Mẹ nhé, con yêu mẹ. Mẹ không có nói lời cảm ơn, bởi vì mẹ biết những cái gì các con dành cho mẹ là từ tận đáy lòng và mẹ đón nhận. Sự kết nối nó quan trọng vô cùng. Nếu như chúng ta không có ngày hôm nay, nếu chúng ta không nói lên tất cả mọi thứ đó, thì cái sợi dây vô hình đó nó ngăn cách cái tình yêu thương của mẹ chồng nàng dâu. Và ngày hôm nay chúng ta nói ra được hết rồi. Và tụi con đăng ký chương trình là đúng đó. Đúng thời điểm, để lâu quá nó sẽ muộn màng đi, và cái sự tổn thương về tinh thần nó càng lớn hơn nữa. Hôm nay sau câu chuyện này chắc chắn rằng cái sự kết nối nó sẽ có, tuy rằng nó ít nhưng mà từ từ chúng ta bồi đắp nhau nhé. Nhân đây con cũng muốn cảm ơn chương trình, cũng như là mong chương trình là ngày càng phát triển, được đón nhận được nhiều người đón nhận hơn,
cũng như để mọi người hiểu nhau hơn, gắn kết với nhau nhiều hơn, để người ta không còn đặt nặng cái vấn đề mẹ chồng nàng dâu đối với những người đã, đang và sẽ lập gia đình nữa. Dạ. Yeah. Sau khi con nghe câu chuyện này, con cũng có một cái câu thơ muốn tặng cho cô và cả nhà mình, để cả nhà mình có thể yêu thương nhau nhiều hơn. Gặp nhau đâu phải tình cờ, mà vô lượng kiếp đã chờ gặp nhau. Con hy vọng rằng cả nhà mình sẽ biết trân trọng những gì mình đang có và yêu thương nhau nhiều hơn. Dạ, cảm ơn chị. Cảm ơn. Con cũng xin được thay mặt chương trình Mẹ Chồng Nàng Dâu có phần quà dành tặng cho cô ạ. Cảm ơn. Dạ. Cảm ơn chương trình. Và dành tặng cho Mỹ Diệu. Cảm ơn. Cảm ơn. Dạ. Đây là sản phẩm yến chưng cao cấp của thương hiệu Gốc của Hằng. Con xin cảm ơn cô và cả nhà mình đã đến với chương trình Mẹ Chồng Nàng Dâu ạ. Dạ, xin cảm ơn chương trình. Chương trình Mẹ Chồng Nàng Dâu sẽ được phát sóng vào lúc 19:55 thứ năm hàng tuần trên kênh HTV7 Đài Truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh. Xin được cảm ơn sản phẩm yến chưng tươi cao cấp Gốc của Hằng đã đồng hành cùng chương trình Mẹ Chồng Nàng Dâu. Còn bây giờ, Quyền Linh và Lê Lộc cùng khách mời xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại.